ta mới cưới nên anh mới muốn nhà có thể an cư ở Sài Gòn. Thì nói chung là khá là háo hức thể về nhà mới. Đầu tiên là anh thích cái cầm bao, tức là nó khép kín và riêng tư. Thứ hai là thiết kế của bên mình nhìn nó sang trọng hơn. Cái này là hoàn toàn là con gái của tôi. Và nó muốn cho bố mẹ được cái nhẹ nhàng sống để ăn hình chủ gà. Vậy đơn giản lên. Vâng. Mình đã quyết định mua ở đây. Đây là cái món quà mình dành tặng cho con gái nhân dịp bạn ấy 2 tuổi. Dự án này là sinh nhật của bạn ấy luôn. Thiết kế nội thất xong mình thi công xong là mình vô ở luôn á, để cho hai đứa nhỏ đi học ở gần đây. Ở khu Lumia này còn có cái thiết kế nước ngoài đẹp, tiện ích nhiều, cho nên cô chú quyết định mua thêm. Sau này thì có thể cho con gái của cô chú lên đây sinh sống ở đây. Rất là phấn khởi, rất là vui, tại vì đây là căn nhà đầu tiên của hai vợ chồng. Hai vợ chồng quyết tâm là sẽ xây dựng một cái mái ấm ở Lumia Boulevard. Thứ nhất là nội khu, các tiện ích nội khu rất là nhiều. Rồi chất lượng thi công, các nhà thầu cho mình một cái niềm tin rất là lớn. Cái tổ ấm của mình nó được đảm bảo.